một nhóm người đang bu xung quanh chàng trai trẻ. Anh ta luôn miệng giao bán những món hàng mà mình đang có, tuy nhiên không quên quảng cáo thêm cho khách hàng yên tâm rằng những món này không phải là đồ ăn cắp, chỉ là chúng chưa được trả tiền thôi. Tất cả đều là đồ tốt, nhanh tay thì còn, chậm tay thì cũng còn luôn nha. Tất cả đồng giá 10 bảng. Có người muốn mua về tặng vợ mình, còn có người lại muốn mua tặng vợ người khác. Sau khi bị cảnh sát phát hiện và truy đuổi, họ nghĩ rằng nghề này không còn hợp với mình nữa. Họ quyết định khởi nghiệp bằng nghề đánh bạc. Có vẻ đây cũng là một nghề khá thịnh hành ở London. Anh chàng tập hợp những người bạn lâu năm của mình cùng bàn bạc về kế hoạch và góp vốn cho hành trình khởi nghiệp đầy thử thách. Cuối cùng, sau khi trả đồ nhôm và đập ống heo các kiểu con đà điểu, họ đã có thể vượt qua vòng gọi vốn với số tiền lên đến 100.000 bảng Anh. Đây quả là một con số đáng kinh ngạc. Chẳng mấy chốc ông chủ nghe được thông tin về một đám nhóc có được số tiền khủng lựa chọn sòng bạc của mình để khởi nghiệp. Ông chủ có vẻ vừa thích thú nhưng cũng vừa lo sợ. Biết được gia thế của một trong số bọn chúng cũng có chút của ăn của để, ông ta yêu cầu sòng bạc chỉ có thắng chứ không được thua. Và đám nhóc rời khỏi nơi đây chỉ có nước đi ăn mày. Ông ta vốn là một tay tài phiệt thích sưu tầm đồ cổ. Không ngờ nhà giàu nhưng bị bệnh kiết. Ông thích một lô súng sắp được đưa lên sàn đấu giá với số tiền nửa triệu đô. Nhưng ông không hề có ý định trả tiền để sở hữu chúng. Kiểu không làm mà đòi có ăn thì chỉ có ăn đầu bờ, ăn cờ. Sếp đã ra lệnh thì nhân viên cấm có dám cãi, làm bằng mọi cách để có thể mang súng về cho ông ta chơi, với điều kiện không được làm tốn tiền của lão. Quả này căng cho ông quản lý rồi đây, nhìn thôi cũng đủ biết ông ta làm việc chăm chỉ đến nỗi tóc cũng rời bỏ mình mà đi. Cuối cùng, ông ấy đành tìm đến hai tên đầu trộm đuôi cướp, đầu đường xó chợ để thực hiện phi vụ triệu đô lần này. Nhìn mặt chúng có chút hơi ngáo ngơ chứ thật ra cũng được việc lắm. Một tên kinh nghiệm 5 năm viết văn hành nghề trộm bưu điện, tên còn lại 3 đời làm kỹ sư điện, đến đời hắn ta đi trộm xe ô tô. Nhưng trước khi buổi đấu giá diễn ra, sòng bạc của họ đã phải đối mặt với đám thanh niên trẻ đi khởi nghiệp. Thiên đường rộng lối ngươi không muốn, địa ngục tăm tối lại xông vào. Chắc làm sao được những thanh niên trẻ tuổi như một tấm chiếu mới chưa trải sự đời. Họ vẫn ngạo nghễ và tự tin với chiếc vali tiền, bước vào sòng bạc. Quả thật trong đó già trẻ lớn bé có đủ. Từ đó có thể nhận ra được một điều, con ma cờ bạc không hề lựa chọn tuổi tác hay giới tính. Một khi đã máu thì đừng hỏi bố cháu là ai. Người đàn ông sau khi thua sạch túi liền bị vứt ra ngoài đường như một món đồ chơi hết hạn sử dụng. Ông ta luôn miệng đòi lại tiền và mắng chửi họ là đồ lừa đảo. Nhận ra thì cũng đã muộn rồi, người ta hay nói chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, chưa thấy vếu sệ chưa hết hồn. Phía bên trong mọi thứ vẫn tiếp tục diễn ra bình thường. Bề ngoài ván bài trông khá công bằng, nhưng thực chất bên trong là sự sắp xếp của bọn nhà cái. Chúng đã thiết lập sẵn một chiếc camera để nhìn trộm bài, từ đó đưa ra các quyết định đặt tiền hay dừng lại. Eddie vẫn rất tự tin với kỹ năng và kiến thức môn bài bạc của mình. Anh thắng được một khoản tiền kha khá, nhưng sau khi chiếc camera hoạt động trở lại, anh nhanh chóng để thua hết số tiền đang có. Ông chủ vẫn muốn gạ Eddie chơi tiếp, theo kinh nghiệm 50 năm làm trùm sòng bạc của ông ấy còn thở là còn gỡ. Eddie vốn là một thanh niên hiền lành ngoan ngoãn, dễ tin người nên đã nghe theo lời ông ta. Mượn tiền sòng bạc để tiếp tục con đường sự nghiệp còn dang dở. Cuối cùng, Eddie rời khỏi sòng bạc và nhân 5 số tiền ban đầu của mình lên. Từ hai bàn tay trắng, anh ta đã tạo ra vô số nợ. Lúc này, Gazi và Dean chuẩn bị phi vụ đánh cắp vài khẩu súng theo đơn đặt hàng từ nhà của một lãnh chúa phá sản. Thì ra đây là phi vụ lớn nhất từ trước đến giờ mà họ từng thực hiện. Vì vậy không tránh khỏi việc xảy ra tai nạn nghề nghiệp. Một ông già đã thoát khỏi tầm mắt của họ và dùng súng bắn vào một trong số họ. Tuy không quá thiệt hại về mặt thể xác, nhưng tâm hồn thật sự đã bị tổn thương nặng nề, mang trong mình khoản nợ lớn. Eddie vô cùng lo lắng và sầu não. Thời hạn chỉ có một tuần. Kèo này chắc phải về bán nhà của cha để trả nợ, nhưng đó không phải là cách hay. Nam nhi đại trượng phu, có chơi có chịu, có chí thì gãi, nhất định không thể để người thân chịu thiệt thòi. Một ngày nọ, Eddie trở về nhà và tình cờ nghe được những người hàng xóm của mình. Một băng nhóm cướp do một người đàn ông tàn bạo tên là Doc cầm đầu đang lên kế hoạch cho vụ trộm từ một tổ chức buôn bán hàng cấm. Nơi đó chứa đầy tiền mặt và ma túy. Đây thật sự là cách kiếm tiền vừa nhanh vừa nhẹ nhàng. Eddie chuyển thông tin này cho cả nhóm, dự định họ sẽ cướp những người hàng xóm khi họ trở về sau vụ trộm của mình. Để chuẩn bị cho vụ cướp, Tom đến thăm Nick để mua vũ khí và cuối cùng mua phải hai khẩu súng ngắn cổ. Thì ra đây là hai khẩu súng mà ông chủ sòng bạc đã sai lính đi lấy trộm về. Trong lúc thoát thân, vì hoảng sợ và tay nghề non yếu, chúng đã bán nhầm hai khẩu súng cổ cho người hàng xóm. Chúng mang về những khẩu súng mục nát và nhận lại những lời chửi mắng của ông chủ. Vật quý trong mắt mình chưa chắc đã là vật quý của người khác. Chỉ trách cặp mắt của họ quá khác biệt nên nhìn nhầm đống đồng nát thành ra đồ cổ. Trở lại với Eddie, anh ta vẫn theo dõi vụ trộm của những người hàng xóm và nhận biết được họ đang bắt tay vào hành động. Một tên buộc tóc đuôi ngựa bờm sờm xông đến trước cửa không ngừng la hét om sòm. Sau khi bị hù dọa, thanh niên buôn ma túy sợ quá nên nằm vật ra ngất xỉu. Đồng bọn của tên cướp bắt đầu xông vào hỗ trợ.
Tuy nhiên cánh cửa đã bị khóa chặt, chúng nổ súng hù dọa bắn chết đồng đội của quân bán ma túy, sau đó nổ súng kịch liệt vào bên trong. Bây giờ chúng như con chuột bị sa vào bẫy, vào không được, ra cũng không xong. Bọn người bán ma túy chỉ biết nấp vào trong cố thủ. Tuy nhiên để bảo vệ đồng đội, họ đành đối diện với nguy hiểm, mở cửa cho bọn cướp vào nhà. Một thanh niên chưa bị chúng phát hiện nên anh đã tìm cách tẩu thoát. Chúng tham lam vơ vét hết những thứ mà chúng xem là có giá trị. Một lúc sau, khi bọn chúng rời khỏi ngôi nhà và lên xe nhằm tẩu thoát, Eddie và những người bạn của anh ta phục kích bọn cướp theo kế hoạch. Một đống bùi nhùi dây mơ dễ má loằng ngoằng đến chóng mặt. Ăn cướp đi cướp đồ của ăn cướp. Sau đó ăn cướp bị ăn cướp khống chế và cướp luôn chiếc xe đi. Bên trong nó chứa cần sa của hàng xóm và một tên cảnh sát giao thông đã bị đánh ngất xỉu. Họ chuyển chiến lợi phẩm sang xe tải của mình và quay về nhà. Sau đó, họ thỏa thuận với Nick giao ma túy cho Johnny, một tay xã hội đen nổi tiếng về bạo lực. Johnny đồng ý mua cần sa với giá một nửa, nhưng khi hai người của Johnny đến thăm nhà của những người trồng cần sa, phát hiện ra họ đã bị cướp cả tiền lẫn hàng. Lại một pha xoắn não, chúng cướp hàng của anh và đem bán cho anh. Đúng là trẻ trâu ăn gan hùm mật gấu. Johnny đe dọa Nick cung cấp cho anh ta địa chỉ của Eddie và dẫn theo một trong những người đã thoát khỏi vụ cướp để xác định những tên cướp. Trong lúc này, Eddie và bạn bè qua đêm tại quán bar của cha Eddie để ăn mừng. Doc tình cờ biết được hàng xóm của họ là kẻ đã cướp xe lẫn số hàng mà họ vừa cướp trong phi vụ lần trước. Vậy là họ lập một cuộc phục kích trong căn hộ của Eddie. Thay vào đó, Johnny và băng nhóm của anh ta đến nhà của Eddie và một cuộc đấu súng bắt đầu xảy ra. Chẳng mấy chốc bọn họ chết sạch cả ngoại trừ Doc và Winton. Winton bỏ đi với ma túy, Doc bỏ đi với hai khẩu súng ngắn và tiền nhưng bị tay sai của Henry khống chế. Ông ta đến đây để tìm lại khẩu súng cổ cho ông chủ. Tuy nhiên, Gazi và Dean vẫn theo dõi vụ án hai cây súng cổ và phát hiện ra Quýt đang mang theo chúng. Họ theo dõi anh ta đến một nơi, sau khi nhìn thấy Quýt rời khỏi đó với một phong bì trên tay, họ xác định hai cây súng đã bị bán. Không cần biết bên trong đó là ai, chỉ muốn xông vào ngay lập tức để cướp lại hai cây súng. Vừa vào đến nơi, một tên đã vội vã cầm súng xông vào, tuy nhiên hắn ta nhanh chóng lĩnh một viên đạn của lão Henry. Sau đó, tên còn lại không kìm chế được cơn tức giận và nỗi đau trong lòng, hắn ta lao đến lấy mạng của Henry. Nhưng không ngờ khi vừa bắn ông ta chết, anh ta lị bị tên quản lý phóng dìu vào sau lưng. Chưa kịp nhìn là ai, hắn lén luồn khẩu súng qua bên nách và bắn ông ta một phát. Chỉ khi kịp nhìn mặt nhau lần cuối mới nhận ra là gà chung một nhà. Eddie cùng những người bạn quay về nhà và nhìn thấy cuộc tàn sát tại căn hộ của mình, chiến lợi phẩm cũng bị mất tích. Eddie và bạn bè của anh ấy đi đến văn phòng của Henry và phát hiện ra những người ở đây đều đã chết. Họ quyết định lấy lại số tiền của mình. Trước khi họ có thể rời đi, vì con trai của Quýt đang bị uy hiếp nên anh ta đã cố tình điều khiển xe đâm vào xe của họ. Qua đó có thể vô hiệu hóa Doc và dùng cửa xe đánh chết hắn ta. Quýt quay trở lại văn phòng của Henry và lấy lại số tiền. Tuy nhiên gặp phải Tom đang cầm hai khẩu súng trong tay. Hắn ta không muốn ăn kẹo đồng nên có chút nhượng bộ. Tom vì biết khẩu súng không có đạn nên cũng không dám làm càn. Kết quả hai người họ rời đi trong hòa bình để giữ thể diện cho nhau. Những người bạn bị bắt nhưng được tuyên bố vô tội về những sự kiện gần đây sau khi cảnh sát giao thông xác định Doc và đồng bọn là thủ phạm. Trở lại quán bar, họ cử Tom ra ngoài để xử lý những khẩu súng cổ, bằng chứng duy nhất còn lại liên kết họ với vụ án. Quýt đến trả lại chiếc túi vải thô, dĩ nhiên số tiền trong đó đã bị hai cha con họ lấy đi. Chiếc túi giờ đây trống rỗng ngoại trừ một danh mục vũ khí cổ. Lướt qua cuốn sách, những người bạn biết rằng những khẩu súng ngắn thực sự khá có giá trị giá 250.000 đến 300.000 bảng Anh. Họ vô cùng vội vã run rẩy khi cố gắng gọi điện cho Tom. Trong khi đó, Tom đã vứt khẩu súng xuống thành cầu, nhưng sau đó anh ta lại suy nghĩ và quyết định nhặt nó lên. Bộ phim kết thúc với cảnh Tom nghiêng người qua thành cầu với chiếc điện thoại di động nhét trong miệng. Từ phía bên những người bạn, sau khi bình tĩnh lại họ đã có thể gọi cho Tom. Nhưng anh ấy đang ngậm chiếc điện thoại trong miệng, một tay ôm thành cầu còn một tay đang gần như nhặt được khẩu súng. Đứng giữa hai sự lựa chọn, anh ta không biết nhặt cái nào lên bỏ cái nào xuống. Anh đang nắm giữ cuộc đời, số phận của mình trong chính đôi tay của anh ấy. Chỉ biết là bây giờ đang mỏi lắm rồi, chật tay một cái có khi mất cả chỉ lẫn trẻ ấy chứ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ phim. Khởi nghiệp quả thật không phải điều dễ dàng. Đừng bao giờ níu kéo những thứ không thuộc về mình mà phải giật nhiệt tình, khi nào được thì thôi. Hẹn gặp lại các bạn vào những bộ phim tiếp theo.